Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn về một loại trái cây rất là giàu vitamin C. Đó là cam không hạt, cam mật không hạt nha quý vị. Cam mật không hạt Việt Gáp. Cam này là xuất xứ từ từ Phong Điền thành phố Cần Thơ nha quý vị. Đây là cam mật không có hạt, trái nó rất là to, mọng vỏ nè, dễ tách, cùi ruột nó rất là vàng luôn, rất là thơm. Cam này vị nó rất là ngọt nha quý vị, đây là cam mật, vị nó rất là ngọt. Thị trường của mình nó thì rất là ưa chuộng các cái loại cam này nè. Trong những cái năm gần đây thì cam mật này rất là được giá luôn quý vị. Giá nó dao động là từ 2,10 tới 40 ha, là tùy theo mùa vụ, nghịch mùa. Nghịch mùa thì từ có khoảng là 40 tới 45 đó quý vị. Còn ngay đợt trong mùa này á, là từ khoảng 20 đến 25. Với số lượng là mình phải mua mão nguyên một vườn hết luôn đó quý vị. Thì họ mới để cho mình là giá như vậy nha quý vị. Còn giá bán lẻ ở ngoài á, là từ 40 tới 45 ngàn một ký luôn đó quý vị. Cam này là trái cũng rất là to luôn á, rất là to, rất là thơm nè, trái rất là tròn luôn nè quý vị ha, rất là to tròn. Cam này là mới hái nè, cái đầu mới hái ha, cam này là mới hái nè mấy quý vị, trái to lắm. Hiện nay cam này á là cam ghép đó quý vị, nó mới ra cam có không hạt như thế này, chứ cam bình thường của mình thì hạt rất là nhiều nha. Hiện nay á, thì cái giống cây này quý vị giá tầm từ khoảng 50.000 một cây. Nếu mà ai mà mua về mà đã chiếc nhánh mà lấy cái đọt không á quý vị, thì họ sẽ cần ký đó, cần ký một ký là tầm có khoảng là 700.000 một ký nha quý vị. Bây giờ mình sẽ bổ cái cam này ra cho quý vị xem nha. Cam không hạt. Giờ mình sẽ bóc cam nha quý vị. Bóc thử chiếc cam này đi. Ở đây mình chuẩn bị hai cái dĩa, một cái dĩa mình bóc và một cái dĩa mình để mình gọt ha. Mình bổ đôi ra này. Mình bổ đôi cho quý vị xem. Nó rất là màu, nó rất là vàng luôn á. Rồi mình bỏ trái theo cái vị xem ha. Vỏ nó rất là dễ bóc luôn á em quý vị. Nè, quý vị xem nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra cho quý vị xem. Nha, rất là dễ bóc vỏ. Nè quý vị. Mình bóc bên này cũng được nữa nè. Rồi mình tách vỏ ra quý vị. Vỏ cũng rất là dễ tách nè quý vị. Nó không có khó tách nè. Tách ra rất là dễ. Cam này mình cũng có thể dắt nước uống được bình thường nha quý vị. Nó cũng như cam kia thôi, nhưng mà nó tiện cái là không có hạt. Cam này nó không có hạt thôi. Rất là vàng tươi ha. Mình tách ra như thế này là mình tách ra cái muối nó ra quý vị. Mình dễ dàng mình sẽ lấy được cái muối. Nó là quý vị, rất là dễ ha. Cam này nó rất cam đó quý vị ơi, hồi nãy nha, mình tách kiểu nho nhỏ nhỏ gì là dành cho các bé nhỏ ăn nha quý vị, cho bé nó dễ cầm ăn nha. Còn tách theo đó, người lớn của mình á thì mình không có cắt gì ha, mình bổ như là bổ dưa hấu vậy đó nha quý vị. Rồi theo người lớn ăn thì mình bổ thẳng xuống như thế này ạ. Rồi sau đó mình tắt
mình cắt muối là như thế này nè quý vị. Sau đó mình lấy cái đầu này đi, mình tách ra như thế này nè. Đây là người lớn của mình ăn sẽ lấy như thế này. Đây, người lớn của mình á thì thường là bóc vỏ như thế này, tách ra như thế này nè quý vị. Cam này á là cam không hạt nè quý vị. Nếu mà mình cho các bé ở nhà là dạng mà mới tập ăn trái cây á quý vị. Thì mình mua cam này rất là tiện luôn á. Tập bé lúc 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 á rồi cái bé nhả không có cần bị dính hạt những trơn á quý vị. Mình có thể tách kiểu như vậy hoặc là mình không tách thì mình xắt ra rồi mình để dĩa sẵn vậy thôi, tại vì nó rất là dễ tách vỏ ha. Nên là khi mà mình để khách á, khách sẽ tự tự bóc. Tại vì cũng dễ lắm quý vị, cầm gì khách sẽ lặn ra là được rồi. Nên là cũng rất là dễ dàng luôn. Thấy cái gì à? Tắt như thế này nè, cũng rất là dễ. Thì là quý vị ơi, bây giờ mình đã bổ xong cái dĩa cam mật của mình rồi quý vị. Cam này là cam ghép, ghép chanh dây nha quý vị. Ngày xưa thì cam ghép chanh dây của mình nó rất là chua, nhưng bây giờ thì ghép không còn chua nữa, không có hạt nhưng không chua, rất là ngọt luôn. Hiện nay thì tại thành phố Cần Thơ là chỉ có một nhà vườn một đã trồng thu hoạch được cái loại cam mật không hạt này thôi. Tại các ở như ở Tiền Giang thì cũng có vài người ha, nhưng mà hiện tại thành phố Cần Thơ thì chỉ mới có một người thôi, đó là ông Phạm Văn Đảo ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ mới có ha quý vị. Hiện nay thì ông đã có trên nền 10 công 10 hecta đã trồng cam này. Mình nói lộn nha quý vị, giờ mình nói lại ha. Ông Phạm Văn Đảo hiện nay thì ông đã có là 10 công 10 con đất cam này nè quý vị, là ông bắt đầu đã trồng vào năm hồi 2014 quý vị. Đến nay thì ông đã có 10 công rồi, và thu hoạch của ông là một năm là trên 200 triệu. Hiện tại thì đang ông có là trên 10 tấn cam mật này là tung ra thị trường nữa đó quý vị. Mình cam này là hôm nay mình đã có được cam mật không hạt, màu vàng rất là vàng óng ánh nha, nhà cũng rất là ngọt mà nó rất là thơm luôn á quý vị. Cam này là bán ra thị trường giá hiện tại thì rất là cao. Cam này uống rất là bổ và vitamin C, nếu mà mình uống tận dụng vào buổi sáng cho đến trưa quý vị, nói chung là trước 12 giờ trưa, từ sáng từ 7 giờ tới 12 giờ uống thì nó rất là tốt cho sức khỏe nha quý chị. Nhưng mà sau về buổi chiều buổi tối thì đừng có nên dùng cam, tại vì dùng cam á, thì nếu mà để có đường quý vị thì sẽ làm cho mình hay bị thận ấy. Nên là thường mình uống cam tốt nhất là vào những cái buổi sáng sớm thì nó rất là ngon và công dụng tốt cho sức khỏe. Còn nếu mình uống buổi chiều buổi tối thì tác dụng nó là gây tác dụng phụ ngược lại hoàn toàn nha quý vị. Nhìn dĩa cam là mình bỏ ra nè quý vị, nó rất là vàng ôm ha, rất là thơm, thơm hơn cam bình thường. Nhưng loại cam có hạt của mình á thì nó cũng bay mùi thơm, nhưng mà nó kèm theo có một cái vị chua chua, nó sẽ hơn cái có cái vị chua chua quý vị. Còn cam này thì nó bay cái mùi thơm nhưng mà kèm theo một cái nồng độ như là đường của glucose ấy, nó sẽ ngọt ngọt, nó không có quay cái chất cắt chua chua, nó sẽ khó chịu ha.
Hiện tại quý vị thì trên thị trường có cái một cái loại kem đó là cam sòn, nó rất là thơm, giá nó cũng rất là cao mà cũng rất là ngọt quý vị. Cam sòn rất là ngọt luôn á, nhưng mà nó không bằng cam này, tại vì nó không có đặc biệt là nó có hạt, còn cam này nó không có hạt nên là trên cái tính thị trường của mình thì không hạt nó lại chiếm ưu điểm hơn, tại vì không có hạt thì dành cho bé ăn thì dễ xử lý hơn, tại vì bé sẽ ngậm thì không cần sợ bị mắc nghẹn gì hạt hay quý vị. Nên là hiện tại trên thị trường của mình thì cam này trở nên là hot hơn, nó là như vậy đó quý vị ạ. Hôm nay mình chia sẻ về cam cho quý vị biết về cam mật không hạt ở Phong Điền, ấp Tân Nhân, xã Tân Hiệp, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ quý vị.